Cân Điện Tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Và chúng ta lại gặp lại nhau ở video clip này. Video clip về dao cân điện tử 60kg JWI-3000 cho công ty Châu Thành ở khu công nghiệp Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Và trên YouTube thì anh chị thấy Cân Điện Tử Gia Phát có rất nhiều video clip về giới thiệu cân, về hướng dẫn sử dụng, về hướng dẫn sửa chữa hay là hướng dẫn hiệu chuẩn. Thì để tìm lại xem lại video clip này về cân điện tử 60kg thôi, thì anh chị gõ Cân Gia Phát, cân điện tử 60kg thì YouTube sẽ hiển thị đúng video này hoặc là những video clip về những dòng cân điện tử 60kg tương tự anh chị ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ theo chân anh kỹ thuật và xem cái quá trình mà dao cân điện tử 60kg JWI-3000 thực tế như thế nào. Và đây chính là dòng cân bàn JWI-3000 của Jadever Đài Loan 60kg anh chị ha. Trên mỗi đầu cân thì anh chị thấy là luôn có thông tin của công ty Cân Điện Tử Gia Phát, luôn có 4 số điện thoại hotline để anh chị có thể dễ dàng liên lạc đến Cân Điện Tử Gia Phát khi nào anh chị cần. Và cái màn hình led đỏ này anh chị thấy nó chớp chớp như vậy thôi, trên thực tế bên ngoài thì nó sáng liên tục anh chị ha. Chui sạc hai chân thì chúng ta thuận lợi hơn trong quá trình sử dụng ổ điện ở Việt Nam. Đầu cân thì mình có thể gập lên gập xuống hoặc là xoay tròn 360 độ lần để mình tùy chỉnh cái hướng, cái màn hình số nó hiện nó hướng về mắt của người sử dụng á, để mình cân nó dễ dàng và thuận lợi hơn. Với bàn cân 60kg thì kích thước bàn cân chuẩn là 30 x 40 cm. Tuy nhiên thì ở một số điều kiện nào đó mà anh chị cần cái kích thước bàn cân nó lớn hơn, mặc dù là 60kg thôi nhưng mà anh cần kích thước bàn cân nó lớn hơn thì anh chị có thể tự chọn bàn cân là 40 x 50 cm hoặc là 50 x 60 cm hoặc là 60 x 80 cm hoặc là một số cái kích thước yêu cầu theo yêu cầu riêng của anh chị nữa. Anh chị cần kích thước nào thì anh chị cứ nhắn cho Cân Điện Tử Gia Phát sẽ cung cấp cho anh chị đúng cái kích thước mà anh chị yêu cầu. Với dòng cân bàn thì cảm biến nó luôn nằm ở vị trí trung tâm và bên dưới bàn cân. Một khuyến khích của nhà sản xuất là anh chị không nên cân quá tải, và khi nào cân thì anh chị cứ đặt cái vật cần cân ở ngay trọng tâm của cái bàn cân thì giúp cân nó bền hơn và chuẩn xác hơn theo thời gian. Một khi mà anh chị đã mua cân điện tử từ Cân Điện Tử Gia Phát thì anh chị yên tâm rằng là luôn có anh kỹ thuật đến tận nơi để hướng dẫn sử dụng tận tình như thế này. Mình sẽ giải thích tất cả những ý nghĩa của từng phím và những cái mẹo vặt trong sử dụng để chúng ta sử dụng cân nó được bền hơn và chuẩn xác hơn theo thời gian. Anh chị cần mua cân điện tử 60kg JWI-3000 này hoặc là một số dòng cân điện tử khác thì anh chị có thể truy cập đến website cân gia phát.com hoặc là cân điện tử gia phát.com. Đây là hai website chính của công ty Cân Điện Tử Gia Phát, có luôn hẳn cái chuyên mục cân điện tử 60kg để anh chị dễ dàng tìm hoặc là so sánh những dòng cân điện tử 60kg với nhau anh chị ha. Anh chị đang xem video này trên YouTube thì anh chị đừng quên nhấn vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này, hoặc là để lại những cái lời comment cũng bên dưới video này luôn để Cân Điện Tử Gia Phát hiểu rằng anh chị đang cần mua một cái dòng cân điện tử 60kg hoặc là anh chị cần hướng dẫn sử dụng hoặc là hỗ trợ kỹ thuật về dòng cân điện tử 60kg JWI-3000 này thì Cân Điện Tử Gia Phát sẽ hỗ trợ nha anh chị nhanh nhất có thể hả. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.